Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hôm nay lại lên chỗ dế với cái xem là hai anh em làm cái việc gì rồi cô bác ạ. Thì cũng do thời tiết mấy hôm mưa nên là cũng chả làm được cái việc gì, rất là khó. Có chào ông ba nào. Chào đi. Chào ông bà. Có cử chào chưa? Chào chào ông bà. Nè, xem nào cái thùng quà của cô nào. Đây, anh ông vừa nhận được thùng quà của người gửi là cô Huỳnh Thị Tân. Huỳnh Thị Tân Hải ở phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa, bác ạ. Anh ông sẽ mở xem nào bên trong có cái gì. Đây là gửi cho bố cư. Đấy, số điện thoại đây. Cái nhà cò bẩn đi ra đây. Không biết là cái gì đây. Ôi ôi. Ít chân lạ hả? Ít chế đi ở tâm mồ. Hết bà. Ừ, đọc thư đó nha, có nghe nha. Ừ, bà viết chữ đẹp thế nhỉ. Gửi cháu A Nông, cô là Huỳnh Thị Tân Hải, giáo viên trường cao đẳng y tế Khánh Hòa. Đã nghỉ hưu được 13 năm rồi, năm nay cô đã 68 tuổi. Ngày nào cô cũng xem kênh của cháu. Nhờ vậy cái gì đấy? Cô mới biết được, đúng rồi, nhờ vậy cô mới biết được các hoàn cảnh khốn khó của kênh cháu. Nhờ cháu làm cầu nối có tâm có trách nhiệm nên các cháu nên các nhà hảo tâm đã tin tưởng mà giúp đỡ các hoàn cảnh bất hạnh. Cụ thể như cháu cấy, cháu dế hai con cũng qua kênh cháu, cô mới biết được cháu bó, cháu quẩy. Hôm nay cô có chút quà gửi cho cháu bó để phần nào giúp bó được ấm lòng. Bó quá tội nghiệp, bó có cha mẹ, có cha mà như không có. Nếu như không gặp được cháu, cô cũng không dám nghĩ giờ bó ở đâu như thế nào nữa. Lần nào xem kênh của cháu, cô cũng khóc vì thương bó nhưng đành bất lực. Đừng bỏ bó nhé cháu, tội nghiệp lắm. Bà có điều này muốn nhắn gửi đến cái hắt hủi và bỏ rơi bó. Các cháu cứ nghĩ trước khi gặp A Nông thì hoàn cảnh của mình cũng có gì sung sướng đâu, giờ đây mình được như vậy cũng nhờ sự giúp của sự kêu mang đùm bọc sẻ chia của anh A Nông và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ. Hai cháu phải luôn ghi nhớ điều đó để mà sống, làm sao không làm các nhà hảo tâm và anh A Nông thất vọng. Riêng với bó, bà mong con
hãy mạnh khỏe lên giữ gìn sức khỏe cẩn thận khi đi rừng kiếm củi, nghe lời chỉ dạy của chú An Ông và các anh nhé. Bà gửi cho con một chút quà thịt hộp, mỗi lần ăn con mở một hộp cho vào nồi và một ít nước mắm đun lên cho nóng rồi ăn với cơm, mỗi ngày một hộp thôi. Muối, đường, bột canh và mì chính bà để trong từng hộp cho sạch và không bị ướt hay kiến. Chai dầu ăn muối mắm con đừng để gần bếp nhé, con để lên giá tre trên cao. Chai nước rửa bát con dùng để rửa chén đũa thìa cho sạch, mỗi lần đổ ít thôi. Có mấy miếng rửa chén để con dùng dần, sau khi rửa xong vắt cho khô gác lên cao cho sạch. Một miếng mùi cái gì đấy inox để chùi son, hai miếng lót tay để con nhấc nồi và con nhấc nồi còn cái gì đấy nóng trên bếp. Khi nhấc nồi còn nóng trên bếp xuống để đỡ nóng tay, bà gửi cho con một cái dù để che nắng hay mưa khi đi ra ngoài, một chai dầu vàng của Thái Lan con dùng để khi đau bụng hoặc là xoa hai bên thái dương trước khi ngủ, áo sơ mi cano bà giặt rồi ba bộ thun bà đồ mới, khi nào mặc con phải giặt trước hai cái chăn mới bà chưa giặt đâu, hai cái chăn mới nên cũng giặt trước rồi mới dùng nhé. Nếu có chăn rồi thì con cất đi để dành. Bà có gửi kéo, dao, bát ăn cơm, tô sứ, múc canh, thìa đũa để con dùng dần, hai khăn tắm vàng và ba khăn mặt bà cũng chưa giặt đâu. An Ông còn còn cái quạt mo nhựa khi trời nóng con quạt nhé. Luôn luôn mạnh khỏe nhé. Đừng khóc nữa. Hãy nói tiếng phổ thông thật nhiều. Để vài năm nữa còn đi xin việc đi làm. Chứ hãy ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy của hai vợ chồng chú An Ông. Thương các anh cái dế quẩy và các bé nữa. Giúp được gì cho các anh ấy thì con cố gắng giúp nhé. Bà tin con làm được, con giỏi lắm. Bà chúc con gia đình con chúc con gia đình chú An Ông cùng cái dế quẩy và các bé bình an mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Bà Hải. Bố có biết đọc không? Thì cháu cũng xin nói với lại chỗ cô Hải như này là bó ở đây cũng không phải là cái với lại dế hắt hủi đâu cô ạ, bởi vì là cái cũng nói với các bác là trước đây bó mới đến thì bó ở nhà cái nên là khán giả là chỉ trích như này thế kia là không cho bó ở đấy.
không cho bó ở nhà cái và nhà dế, nên là bó mới phải xuống ở đây các bác ạ. Đấy là không phải cái với lại dế đuổi bó đâu cô ạ, nên là cũng mong cô là thông cảm cho dế và cái, vì là người ta không cho bó ở trên nhà cái nhà dế nên là cháu An Ông mới cho bó xuống ở đây. Cái thư này để đây xong bó đọc nhá. Bó có biết đọc không? Không biết. Không biết à? Đây đây là cái chăn mới. Ừ. Cái chăn mới bà gửi cho nhá. Ừ. Ngủ xong phải gấp như thế kia nhá. Ừ. Nghe chưa? Ừ. Mà cái này chưa dùng đến đâu, mùa nóng như này không dùng nhá, cất đi nhá. Nó không. Đây là cái khăn lau. Cái khăn này. Đây là cái lọ, lọ này vừa nãy cô bảo như này nhỉ? Bà bảo như này nhỉ? Không biết là đau bụng. Dùng xoa vào đau đây nhá, thuốc nhá. Ờ, cái thuốc này là dùng xoa đây, xoa đây, xoa ở bụng, đau bụng thì mới dùng xoa, dùng bôi vào nhá. Xin cháu xin nhá, xin ai? Cháu xin chú. Ừ, bát đẹp đấy nhờ. Úi giời ơi, nào bó lấy đi úp ở kia nào, lấy đi úp ở kia. Này ba cái, ba cái bát này, ba cái bát nhớ nhớ này. Đi rửa thì mới ăn, dùng ăn nhá. Nói to lên, nói to lên các bà mới nghe thấy. Đây là cái bát tô này, cũng phải rửa nhá. À, bốn cái, bốn cái bát nhớ nhớ và hai cái đĩa. Hai cái đĩa nữa. Đây là cái à đây, ba cái khăn lau. Và hai cái khăn rửa mặt này. Cái này chưa dùng đến thì cất để nhá, dùng cái cũ kia nhá. Bây giờ moi móc ra để cho các ông bà xem đã. Đây là áo này. Áo đẹp đấy nhỉ. Đấy. Áo mới đấy, áo mới của Pó Cừ ấy, đây cả bộ, ôi giời ơi, đấy, giặt thì mới mặc nhé, đẹp thế nhỉ, đẹp không, đẹp. Thích không, thích, thích à, đây là áo mới này, để đây, đây này, áo rất là nhiều này, đấy, ôi giời ơi, đẹp thế nhỉ, đẹp không, đẹp. Đây tiếp là một túi áo đỏ cũng giống như cái túi kia, áo bộ các bác ạ. Không nghịch, không nghịch. Đây là áo bộ. Đấy. Đấy. Đây là cả bộ này. Này đẹp chưa? Đẹp. Hả? Đẹp. Đây, đây tiếp là một bộ nữa. Đấy, cũng là áo bộ này. Cái nào mà chưa mặc đến thì cất đi đã nhé. Đây là áo bộ tiếp. Đấy. Đấy, có áo đẹp thế nhỉ. Đây là áo này. Tiếp là thịt hộp các bác ạ. Một thịt lợn hộp này, hai ba hộp này, bốn năm sáu bảy 8 9 hộp. 9 hộp và hai cái chăn nữa. Đây là một cái chăn này. Cái chăn như cái vừa nãy này. Và một cái chảo. Ôi giời, chảo dày thế nhỉ? Chảo này dày thật đấy. Đẹp không? Đẹp. Dùng được không? Được. Đây là một cái quạt mo. Mười hộp thịt à? Mười hộp hay là năm? Một, hai. À, mười hộp, mười hộp. Mười hộp thịt, xin lỗi cô. Mát khóc cò. Đây tiếp là một cái này là cái gì biết không Phó? Không biết. Cái ô. Đấy.
Đây là cái ô để đi mưa, có mưa thì đi. Úi giời, ô này đẹp đấy. Ô này ô. Nào coi tránh nha, bắn súng nha. Tránh ạ, tránh ạ. Thế ạ. Ô đẹp nhỉ, ô xịn đấy. Ô xịn lắm. Tránh ạ. Nào chống đua tầm hả? Cái này là mưa thì mới dùng nhé, có nhé. Cất. Đây, cho vào đây. Rút đây. Tiếp đây là một lọ dầu ăn nữa. Đấy, lọ dầu ăn. Rồi, đã hết cái thùng bên này rồi. Đó, tí nữa. Tiếp là cái này cũng là của Pó Cừ, cũng là cô gửi con dao đó nhỉ. Thùng này cũng là thùng của cô Hải ở Nha Trang Khánh Hòa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Có là đầy đủ đồ nhất rồi, có ơi. Đây để làm gì? Không biết. Cái này rửa nhá. Đây là cái rổ này, đây là cái chậu, cái bát này. Đang rửa rau ở đây. Biết không? Biết. Cái này cũng vậy. Này. Đó là đầy đủ đồ nhất đấy. Đấy. Cất cẩn thận nhé, không được mang đi vứt lung ta lung tung nhé, như chưa? Ừ. Cái này đồ các cô, các bác, các ông bà gửi cho là phải giữ cẩn thận nhé. Ừ. Đây, đẹp nhỉ. Có là đầy đủ nhất đấy, có ạ. Đấy, ở phải sạch sẽ nhé. Nếu cái túi kia hôm nọ bảo mang đi đốt không mang. Úi trời ơi, cái này là cái gì biết không? Kìa. Hả? Kìa. Cái gì? Cái gì? Kéo là... Kéo không phải là chía đâu. Cái kéo này là kéo cắt thịt. Không phải là kéo cắt tóc rồi nhá. Kéo này là chia gai đó. Chỉ dùng găm một chia lỗ hầu đó. Cái kéo này là kéo cắt thịt, không phải là kéo cắt tóc đâu nhá, nhớ chưa? Cắt này này này. Đấy. Kéo cắt thịt đấy. Nha. Không được mang đi cắt tóc. Nhớ chưa? Lúc nào mang cắt thịt thì phải rửa sạch sẽ lại mang cất nhá. Đây là chú cho là có khác tự quản lý nhá, không được cho ai lấy đi nhá, nhớ chưa? Tiếp là một chai gì đây? Được đấy. Bọc khí quá nhỉ. Đây là chai gì biết không có? Chai gì biết không? Chai gì? Mình đi cho chị. Phương với chị. Hả? Cái này biết chai gì không? Hả? Không biết. Bia. Đây là bia. Có vào cái này bia à? Cái này là nước mắm nhá. Nước mắm bà gửi cho nhá. Đây. Nước mắm để chấm rau ăn, chấm thịt ăn nhá. Bột canh dùng nấu canh xào kho cá thịt. Cái này là bột canh nhá.
Này để ở kia. Một. Tiếp đây là đường. Tha đó, thân dây đó. Cái này là không được mở ra nhé. Cái hôm nọ vẫn còn nên là cất cẩn thận là. Tiếp đây là muối này. Đó. Muối tiếp này. Xuống đừng nghỉ ở đấy nha. Cỏ nha, cỏ nghĩ là có tha, không có tha đâu, không có tha đâu nha. Không có tha đâu. Mày biết cái gì không? Biết cái này làm cái gì không? Hả? Biết làm cái gì không? Không biết. Làm cái gì? Hả? Nhấc cái nồi. Lấy buộc dây vào đây nhá. Buộc dây ở đây. Buộc dây ở đây như cái mà bố đang làm ấy. Như cái này ấy. Vâng. Đấy. Tiếp là một lọ. Có người cò, đuôi ra. Kia. Con dao đấy nhỉ. Đổ rất là nhiều nên là không được bỏ đi đâu nha. Ừ. Bỏ đi là mất là các ông bà không gửi cho nữa đâu nhá. Ừ. Đúng chưa? Không được cái là các bác được cái là đây là an ninh đảm bảo. Không phải lo nghĩ gì hết. Đây là để làm gì có? Không biết. Đây là nước rửa bát nhá. Cho tưa. Ừ. Cất ở kia. Tiếp đây là đũa này. Đẹp không? Đẹp. 10 đôi nhá, 10 đôi đũa ở đây nhá. Ừ. Cất ở kia. Không được cho ai lấy đi nhá, nhớ chưa? Ừ. Cái hôm nọ còn ấy thì cất cái này gọn là tí xếp ở trong cái thùng này cất đi. Ừ. Khi nào mà mình có được làm nhà ấy thì mới dùng. Mới mang ra dùng. Ừ. Phải không? Ừ. Có là đầy đủ hết đấy. Đây biết cái gì không? Không biết. Này dùng rửa bát nhá. 4 miếng này. Cho tưa. Ừ. Cọ xong nhá. Đây. Đây là cũng dùng để đánh cái nồi đen đen như thế kia là mang cái này để đánh nhá. Ừ. Rửa sạch nhá. Cái này cũng là cái rửa bát nhá. Ừ. Còn cái chạy đi chạy về làm cái gì? Đây là cái gì biết không? Sổ nia. Đó. Sổ nia. Đây là cái đánh răng nhá, kem đánh răng nhá. Ừ. Bà gửi cho bó rất nhiều đồ. Từ từ để đây, tí mình xếp vào thùng. Để lúc nào dùng đến thì mới đấy. Đây biết cái gì không? Đi dùng đi tắm. Hả? Dùng đi tắm. Đúng rồi. Tắm ở đây thôi, không được gội đầu đấy nhá. Vâng. Không được làm như này nhá. Chỉ tắm ở dưới này nhá. Vâng. Dùng đi tắm xong là mang về cất nhá. Vâng. Mỗi lần tắm ít thôi. Đổ ít thôi. Vâng. Nhá. Bà rất là chú đáo, mua đủ thứ cho bó luôn. Đây là cái gì? Sổ phòng giặt áo. Ừ, sổ phòng giặt áo, đúng rồi. Tiếp đây là mì chính nhá. Ừ. Mì chính, con còn gọi bà bột dùng nêm. Mì chính này. Tiếp là... Mì. Ba cái thìa bé và một cái thìa múc canh, muôi múc canh. Ừ. Nhá. Đấy, hôm nay không có tha được nhá. Không có tha cỏ rút lui đi. Để đấy, để đấy. Nào, cái nào chưa dùng đến đi. Bỏ ơi. Dạ.
Cái nào chị dùng đến thì xếp vào đây. Cái nào là cái chị dùng đến này. Cái đũa này là chị dùng đến này. Kéo dùng đến thì để trên này. Kéo là dùng này. Và cái... cái này là để đây nhé. Cái này nó chỉ tàu có nó tủa chứa cái này thì lâu lâu mang ra nhé, có nhé nghe một hộp để dùng nhá. Đấy mì chính giết còn thì cái này cứ tạm cất đi đã. Tạm cất vào kia đã. Đồ rất là nhiều, đồ quá nhiều, nhưng mà được cái ở đây là đảm bảo. Như cái này này, cái này cất vào này, cái đũa này chưa dùng được. Mà có cảm ơn đi đã. Có. Dạ. Cảm ơn bà đi đã. Cháu cảm ơn bà người đó cho cháu xin cảm ơn nhỉ. À, cháu anh ông một lần nữa xin phép mà thay mặt phó cư xin gửi lời cảm ơn đến cô Hải rất là nhiều. Cô cũng đã gửi một món quà rất là ý nghĩa cho phó, đủ mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày, ăn uống hàng ngày các bác ạ. Cũng xin chúc cô có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn quan tâm đến các hoàn cảnh ở trên kênh. Cháu anh ông xin cảm ơn. Đấy, cái chăn mới cho đấy. Cho phải lâu lâu phải mang ra xem nhé, sợ con rắn à, con gì nhỉ? Con chuột nhá. Đấy, nóng thì cái này cất đi. Còn hôm nọ mua cái kia là để đắp. Được chưa? Đấy, cái này cái gì nhỉ? Hả? Có cái gì đấy? À, con dao. Ôi trời ơi. Quên. Con dao nữa đây này. Con dao này là dùng làm gì? Cắt chặt. Chặt cái gì? Cắt dao. Cắt dao à? Và gọt quả ăn nhá. Bóc quả ăn nhá. Cất cái đồ chưa dùng đến thì cất ở đây đi. Cái này còn không? Cái này này. Cái cú đâu? Ở nhà. Vâng đấy. Thế thì để đây. Đấy. Cái áo đấy bỏ ra để giặt mặc. Còn được mãi. Cái này cái này là chưa ấy là để đây nhá. Cái này thì mình chưa bóc nên là cho vào đây cũng được các bác ạ. Cái này bỏ ra để giặt. Không cất. Cái này là cái lọ này cho vào đây đi. Để ăn đi. Đấy, đũa nữa. Đũa này thì cũng cho vào đấy, không sao đâu. Cất cẩn thận nào. Cái nào chưa bóc thì để đấy không sao cả. Bóc rồi đừng có để đấy nhá. Bóc để đấy là hỏng cái chăn nhá. Đây này. Cái này có ố được. Để một hộp để đấy đã. Uống được không? Không uống đó ăn thịt đấy. Cay á. Cay ở món nó. Chỉ giờ uống được không thôi nhá. Cay á. Cây ở nó đó. Vâng. Chỉ bố lộp bỏ lông gam nữa. Cái đây là dầu tắm để đây. Đây hai cái găng tay này.
Sáng quá. Cất cái khăn này nữa này. Cái khăn này chưa dùng đến thì cất đi. Mang cất đấy. Được rồi. Quên nhỉ. Quá cho cò nó không lấy được. Cò nó hay xuống đục lắm. Lúc đưa bắn thì cò hay xuống đục lắm. Bé thì cũng không chắc được. Chỉ con của bác ạ. À, tránh á. Tránh á, tránh á. Con na quá nhiều, con na này sợ thật đấy. Càng lớn càng nhiều. Bó bây giờ là đầy đủ lắm rồi nhá, bó nhá. Đồ đừng có để cho ai xuống đấy nhá. Được chưa? Rồi. Nói thật thì làm cái chuồng này thì mua cũng được gần được một con bò bé rồi của bác ạ. Là nông tính là đã tính hết tổng 200 cái hạt này là 1 triệu rồi, 5.000 một viên, 4.000, 5.000 một viên là 200 viên là 1 triệu. Còn đây là 350 viên là 2 triệu 8 nữa. Là 3 triệu 8 rồi. 3 triệu 8 tấm lập là 1 triệu 2 nữa. Tấm lập 20 tấm là 1 triệu 2 nữa là 5 triệu rồi. 5 triệu. Và tiền công 750 nữa là 5 triệu 750. Và tiền xi măng 6 bao xi măng nữa các bác ạ. 6 bao xi măng nữa. Làm chuồng bò này. Gạch. Bê tông. 350 viên bằng 2.800.000. Gạch đỏ. 200 viên. Đây nhân 8 này. Nhân 5 bằng 1 triệu. 20 viên nhân với 60 bằng 1.200.000. Xi măng
xi măng là 8 bao nhân 85.000 bằng 8 còn 5840 nữa. 680. Nấy nhầm. Công 2,5 công nhân 300 bằng 750. Bảy mươi lăm nghìn nữa. Thép ly, thép 5 ly cộng đinh nhân 25 bằng 75.000. Hai triệu 800 cộng 1 triệu cộng 1.200.000 cộng 680 cộng 750 cộng 75.000 6.055.000 6.505.000 bằng cái gì nhỉ? Tổng là 6.505.000. Thì vừa rồi cô Kim Ngân gửi tiền cô Kim Ngân lần 1 gửi làm chuồng là 4.600.000 và lần vừa rồi là lần 2 làm chuồng bù vào làm chuồng là 1.254.000 nữa. Bốn triệu 600 cộng 1.254.000 rồi 5.800.000 muốn phải chiết cái số tiền quỹ vào 5.854.000. Xâm vào cái tiền quỹ của cái sang các bác ạ, còn hiện tại là còn 760.000 nữa là vẫn phải lấy từ tiền quỹ sang để đắp vào đây các bác ạ. Dế với cái đang đi làm nương rồi các bác ạ, đi làm nương ngô. Cá gì? Bông gì?